Hôm nay lớp Quốc Việt K44 chúng ta sẽ học về cái bài skin, nails and hair. Và hồi nãy chúng ta đã giao cho bạn Phương Thảo làm một cái video về đánh giá lông tóc móng của một người, chân mày của một người để đánh giá cái độ sex. Ta sẽ chờ đợi cái video đó ra đời. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái tổn thương trên da. Các bạn nhìn vô, các bạn sẽ thấy cái từ makin là papin là nó hiện lên đầu tiên. Và đa số các sinh viên y sau khi tốt nghiệp ra trường xong, cầm các bằng bác sĩ xong thì không biết makin là cái gì và papin là cái gì. 90% không biết nó là cái gì. Như vậy ta hỏi lỗi này là lỗi của ai? Của thầy cô dạy chuyên khoa da liễu hay của thầy cô nào? Rồi, một cái điều nữa là các bạn hay nói là các sang thương trên da, các bạn không được xài từ sang thương trên da. Vì chữ sang trong tiếng Hán có nghĩa là dao đâm đạn bắn. Như vậy một cái sang thương là một cái tổn thương gì đó mà phải do đạn bắn, do dao đâm, do cung tên, hoặc là do gươm chém, hoặc là một cái người đi xe gắn máy, xe gì đó mà té và bị gãy xương, lòi cái xương ra bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới được xài từ sang thương. Hiện nay cái chuyên khoa hình ảnh học rất hay xài từ sang thương là siêu âm không phát hiện sang thương. Những cái từ đó rất là sai về mặt tiếng Hán. Rồi chúng ta quay lại, chứ bạn nhớ giùm cho thầy chữ makin là chúng ta dịch sang tiếng Việt có nghĩa là giác. Giác là một cái tổn thương trên da mà nó không có gồ lên mặt da, nó thay đổi màu sắc so với da, nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt chúng ta sờ thì chúng ta không biết đó là một cái tổn thương của da, nhưng mà nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó có đổi màu sắc. Còn papilla thì ngược lại, nó là một cái tổn thương trên da nhưng mà nó gờ khỏi lên mặt da và nó thay đổi màu sắc so với da, và nếu mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta rờ thì chúng ta cũng thấy được cái tổn thương, chúng ta cảm giác được cái tổn thương đó trên da nó gồ lên, thì ta gọi nó là papilla. Nodule là những cái nút mà nó nhỏ ở trên da mà nó nhỏ hơn 0,5 cm, nói chung là nhỏ hơn 1 cm trở xuống thì ta gọi nó là nodule, và nếu mà lớn hơn 1 cm thì ta gọi là node. Ngoài ra chúng ta còn một từ nevus nữa. Nevus là bất kỳ một cái tổn thương nào gồ lên trên da có tổn thương từ 1 cm trở xuống. Các bạn gặp từ plaque. Plaque là những cái mảng, thường những cái mảng trên da này, chữ plaque là tiếng Pháp, tiếng Anh ít xài từ plaque hơn. Nó là những cái mảng xuất huyết trên da hay là những cái mảng thay đổi màu sắc trên da, có hình bản đồ hay là có hình gì đó. Thông thường người ta sẽ mô tả trong trường hợp các cái tổn thương do não mô cầu gì đó. Bistule là cái nhọt mũ ở trên da, một cái mụn mũ trên da. Vesico là một bong bóng nước. Còn một cái bulge là một cái blister, có nghĩa là một cái bong bóng nước mà nó lớn hơn 5 mm. Còn cái vesicle là những bong bóng nước mà nhỏ hơn 0,5 cm. Rồi chúng ta sẽ gặp wheal là những cái gì đó nó phồng trên da mà nó có nó không hề có vảy, nó không có vảy. Papilla, còn chúng ta tới papilla là những cái mảng xuất huyết trên da. Ngoài ra chúng ta còn gặp một lô các cái thuật ngữ khác nữa của bệnh lý da nữa. Thí dụ như là eruption, đây là những cái nổi sải hay là nổi rơm, nổi rạ. Erythema là sung huyết. Excoriation tức là những cái tróc da, những cái tróc da, trầy xước da. Scale là những cái vải ở trên da. Crust là những cái mà người ta gọi là mà móng rồng hay là vải rồng đó, là những cái tổn thương trên da nó có xuất tiết dịch và nó bong tróc lên như là vảy của cá sấu, như là vảy rắn, con rắn nó thay da. Rồi chúng ta sẽ gặp từ những từ như là scale, rồi chúng ta sẽ gặp từ crust đó, chúng ta gặp từ atrophy, lichenification là lichen hóa, hyperkeratosis đây là một cái tình trạng mà gọi là quá sừng, quá mức, nhiều hơn mức bình thường. Hypopigmented là cái giảm màu sắc của cái tổn thương nào đó mà cái màu sắc của nó trên da bị giảm đi đó. Thì đây là những cái thuật ngữ mà ta học nhanh qua để nói về những cái tổn thương trên da.